Hỏi là làm cái nghề này đến bao giờ thì làm sao mà có thể trả lời được. Tại vì trước khi mình bắt đầu làm nghề này đến bây giờ mình có biết được nó sẽ thành công đâu. Ôi cái nghề làm dâu trăm họ, sức khỏe thì ngày càng đáng lo. Không biết có được mấy năm nữa, ta cứ làm mà chẳng cần đắn đo. Cuối tháng vợ đưa hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt chung. Hôm sau lại tiền bỉm sữa, tiền lãi ngân hàng, tiền đồ gia dụng. Lúc mọi người ngủ thì ta thức, đến 3 giờ dạ dày đau nhức. Cũng còn may khi mà có anh em bên cạnh an ủi, thôi thế cũng mừng bạn. Không quan tâm đến chuyện gần xa, không sân si đến chuyện nhà người ta. Biết thân biết phận mình thôi, dòng đời trôi chẳng cầu mong điều gì xa hoa quá. Chuyện gần xa cuộc đời ta nào thể biến hết, nhưng vẫn có